tiên á là Puka cảm ơn năm bạn đã đến đây để cùng với Puka một workshop về làm đẹp và được tài trợ của báo My World. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị làm một cái nguyên liệu để chăm sóc da. Thì đây, một loại trái cây này vừa rẻ lại vừa dễ tìm mà an toàn hiệu quả nữa. Ở đây thì chúng ta có đường nè, hoa hồng khô, hoa lại khô và cam. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ lấy cam. Cầm cam lên tay nào các bạn ơi. Thì cam chúng ta sẽ nặn vô trong cái tô đường này. Cắt vô nha. Xong bỏ hoa hồng vào. Trộn đều lên. Sẽ đổ hỗn hợp này vào trong hũ. Chưa đắp lên liền được đâu nha, phải bỏ vô hũ được. Ai mà bỏ lọt ra ngoài dữ rồi nha. Mà đặc biệt phải nhớ bỏ vô tủ lạnh nha, nếu không nó sẽ hư á. Bây giờ thì mình sẽ massage thử, đẩy tế bào chết thử nha. Thử nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ xả sạch lại với nước. Chúng ta sẽ làm cái công việc này 2 đến 3 lần trong một tuần. Thì da chúng ta sẽ đẹp, sáng mịn. Sau khi chúng ta tẩy tế bào chết xong thì chúng ta sẽ cảm giác da chúng ta sẽ mịn hơn, thấy rõ. Nè em thử em sờ cho bên đây thì mịn hơn bên đây này. Đúng không? Đúng không? Rõ ràng đúng không? Cho nên là bây giờ Puka sẽ tặng mấy bạn mỗi người một hũ, là mấy bạn tự công sức mấy bạn làm, mấy bạn cứ đem về nhà và xài thử, khi nào hết thì mấy bạn cứ làm tiếp nha. Trời ơi, không phải vui chứ.